Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop ăn chia tổng giải thưởng là 77.000 token pin nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó chỉ random cho 500 người may mắn nha các bạn. Thì dự án này đến từ sàn Hotbit. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mở cái link tại Twitter nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như Twitter tăng 3 người bạn vào dự án đó đi các bạn. Rồi sau đó các bạn comment luôn đi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào cái link phong nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp vào link phong thì nhiệm vụ đầu tiên bạn follow Twitter của nó nè. Sao cái máy mình lóc chậm như ta. Rồi trên Twitter đó thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn chụp màn hình lên giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn follow tiếp tục tờ dán Hotbit nha các bạn. Rồi các bạn follow xong thì các bạn chụp màn hình lên luôn. Sau đó các bạn mới đắp lên luôn. Tiếp tục các bạn follow kênh Hotbit thứ hai của nó nha các bạn. Rồi trên kênh Hotbit thứ hai này các bạn theo dõi luôn. Rồi sau đó các bạn chụp màn hình lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn gỡ lên 3 tab nha các bạn. Chọn từ thiết bị nè. Hai ba chọn rồi các bạn tải lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn join kênh group nữa nè. Rồi sau khi các bạn join vào xong thì các bạn chụp màn hình luôn nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn join tiếp kênh Telegram Hotbit Exchange của nó nè. Giờ lock chậm gì ta. Rồi trên đây các bạn join xào nha các bạn. Rồi bạn chụp màn hình lên luôn nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join tiếp kênh thứ ba nha các bạn. Rồi các bạn xôn xao nữa các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên luôn các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn gửi tiếp lên 3 tờ tiếp theo nè. 1, 2, 3 gửi lên. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn điền lại một cái UID trên sàn Hotbit nha các bạn. Thì bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản trên sàn Hotbit nha các bạn. Dự án sàn Hotbit này các bạn không cần KYC, các bạn nhập vào một account nữa. Copy cái UID nữa. Đây vô đây nè. Rồi sau đó thì các bạn điền lại một cái username tại Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Rồi các bạn nhập vào avatar nè. Các bạn copy cái username mình ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi vô đây. Cộng win. Win V nè nè H9. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của các bạn nè các bạn. Thì các bạn mở Telegram tất cả bạn ra nè. Các bạn nhập cho ba cái anh cùng nè. Vào setting nè. Copy username Telegram ở chỗ này nè. Rồi gọi là cho bot nè. Ơi. Mình chưa copy nè. Rồi. Các bạn gọi là cho bot nè các bạn. Rồi sau đó bạn kiểm tra thông tin một lần nữa đầy đủ không các bạn. Nếu mà đầy đủ xong hết thì bạn gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop ăn chia tổng giải thưởng là 77.000 token pin đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.